Vinh đi về cửa lò hay Vinh đi về cửa hồi, dừng chân người hời mới ghé nghỉ phong. Nghỉ phong gạo trắng nước trong, có về quê mẹ nghỉ phong xin mời về. Quê hương tôi mảnh đất ngày xưa đói nghèo cực khổ, hôm nay đây vươn tới tầm xa ấm no đẹp do mọi nhà. Đứng bên đi đông ngõ sang bên tê đông mênh mông mà lúa hát. Đứng bên tê đông ngõ sang bên đi đông xanh tốt vùng màu. Bạn là bạn mình ơi mời đến quê tôi. Có đền phượng cương xưa xứ uy trung kỳ, họp luận bàn thiệt nương. Quê tôi thấm thoáng mái chùa tu, trăng sáng đêm rằm, đức Phật từ bi thiêng liêng. Hơi là hơi người ơi, mời bạn bè làng anh ra xứ quê tôi. Những con chiên cốt đảo đẹp đời, đất chân quê đất trọng tình người. Vinh đi về cửa lò hay Vinh đi về cửa hồi, dừng chân người hời mới ghé nghỉ phong. Nghỉ phong gạo trắng nước trong, có về quê mẹ nghỉ phong xin mời về. Quê hương tôi mảnh đất ngày xưa đói nghèo cực khổ, hôm nay đây vươn tới tầm xa ấm no đẹp do mọi nhà. Đứng bên đi đông ngõ sang bên tê đông mênh mông mà lúa hát. Đứng bên tê đông ngõ sang bên đi đông xanh tốt vùng màu. Bạn là bạn mình ơi mời đến quê tôi. Có đền phượng cương xưa xứ uy trung kỳ, họp luận bàn thiệt nương. Tôi thăm thoáng mái chùa tu, trăng sáng đêm rằm, đức Phật từ bi thiêng liêng. Người là hơi người ơi, mời bạn bè làng anh ra xứ quê tôi. Những con chiên tốt đảo đẹp đời, đất chân quê đất trọng tình người. Phía cao cao lấp lánh vàng sao nắng soi đại nhiệm sĩ. Quê hương tôi mãi mãi hồng cây trái cây vườn nhà chiều thanh. Xóm thôn quê mình mở ra bao ngành nghề tăng thêm niềm vui mới. Chứa chan ân tình sớm hôm bao gia đình trên dưới thuần hòa. Rộn ràng bài ca câu hát quê hương. Ban mai ánh hồng rạng soi bao em nhỏ đến trường. Vâng lời thầy cô giáo, lao sao gió hát những hàng cây xanh mát ngôi trường. Đường nhẹ dọc ngang thanh thang, chọn một niềm tin toàn đàn toàn dân thế mới đi lên. Biển cồn khô cát bạc thành vàng, Nghỉ Phong ơi sáng đẹp đàng hoàng, muôn câu ca cờ hoa tung của nhãn hàng bia Xuân Sử Thắng. Thưa quý vị và bà con, hôm nay chương trình Quê Mình Xứ Nghệ rất vui khi được có mặt tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Và xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc là một xã với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng đang từng bước vươn lên mạnh mẽ, là cầu nối giữa đô thị Vinh và thị xã Cửa Lò. Và ngày hôm nay, chương trình Quê Mình Xứ Nghệ cùng với hai đội chơi đến từ làng Phong Phú và làng Phong Hòa sẽ mang đến cho quý vị và bà con những phần tranh tài vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ra sân khấu các thành viên đến từ làng Phong Hòa, xin mời. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón các thành viên đến từ làng Phong
dân làng Phong Hòa và làng Phong Phú đang có mặt trên sân khấu. Và các đội chơi của chúng ta cũng đã chuẩn bị để đến với những phần thi vô cùng hấp dẫn của chương trình Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu cùng tham gia trong chương trình. Đại diện của huyện, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Dương, Phó Phòng Văn hóa Thể thao huyện. Và tới tham dự với chương trình ngày hôm nay gồm có đại diện của các ban ngành cấp xã, hai xóm và các trường học. Và đại diện nhà tài trợ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Mạnh, đại diện nhãn hàng bia Sư Tử Trắng, xin được trân trọng giới thiệu. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, cảm ơn bà con đã đến đây để cổ vũ cho hai đội chơi. Và ngay bây giờ, để hiểu hơn về vùng đất và con người xã Nghi Phong, xin mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi một clip. Nằm phía đông nam của huyện Nghi Lộc, xã Nghi Phong có diện tích hơn 1.000 hectare, dân số hơn 9.000 người, phân bố ở 22 thôn xóm. Từ một xã thuần nông nghiệp, Nghi Phong từng bước chuyển mình trở thành một địa phương phát triển nhanh, bền vững của huyện Nghi Lộc. Kinh tế phát triển, năm 2019, người dân Nghi Phong đã đạt những chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người là 35 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1%, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa gần 90%. Lĩnh vực văn hóa xã hội của xã Nghi Phong cũng đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng như trường đạt chuẩn quốc gia, đơn vị văn hóa cả 3 cấp học, lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và hoạt động có hiệu quả, được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2012. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, nhiều năm qua Nghi Phong huy động được hơn 114 tỷ đồng, trong đó sức dân đạt 45 tỷ đồng để xây dựng hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Sự kiện đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 khẳng định thành quả, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Phong trong quá trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và bà con, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi đầu tiên với tên gọi là quả bóng vàng. Trò 1, quả bóng vàng. Mỗi đội cử 5 thành viên tham gia, trong đó có 4 người thi chính thức. Một người có nhiệm vụ treo giỏ hứng những quả bóng của đội mình. Sau hiệu lệnh của MC, 4 thành viên của mỗi đội lần lượt xoay 5 vòng tại chỗ rồi vượt qua các chướng ngại vật được ban tổ chức bố trí sẵn, tiến đến giỏ đựng bóng, nhặt những quả bóng để ném vào giỏ của đội mình. Mỗi lần ném một quả trong 3 phút, đội nào ném trúng bóng vào giỏ được nhiều hơn, đội đó thắng cuộc. Đội thắng được 10 điểm, đội thua 5 điểm. Vâng, và bây giờ, thời gian 3 phút của trò chơi này. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, các thành viên sẽ phải xoay 5 vòng tại chỗ và một tay nắm tay. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển và chui qua chiếc bánh xe này. Nếu như trong quá trình di chuyển chúng ta làm đổ bánh xe hoặc làm đổ chướng ngại vật thì chúng ta sẽ nhanh chóng quay trở về để các bạn tiếp theo có thể được tham gia. Như vậy là quả bóng đầu tiên của làng Phong Hòa đã ném trúng giỏ đấy ạ. À. Các bạn nhớ là chúng ta phải xoay 5 vòng nhá. Như vậy là rất tiếc, anh đã làm đổ chướng ngại vật rồi ạ. À. Anh nhanh chóng quay trở về. Chiếc vòng rất là nhỏ và phải thật khéo léo thì chúng ta mới có thể chui qua được chiếc vòng ạ. À. Cổ động viên của làng
thời gian nữa thôi, 30 giây nữa thôi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Và khi xoay 5 vòng xong thì bạn có định hướng được con đường của mình đi không? Rất là khó định hướng đấy ạ. Vâng, rất là chóng mặt đúng không ạ? Và bạn có nhớ là mình đã ném được bao nhiêu quả bóng trúng giỏ không? Vâng ạ, em đang ném được 2 quả vào giỏ ạ. Bạn đã ném được 2 quả vào giỏ, quả là một thành tích không tồi một chút nào đâu ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem các thành viên của làng Phong Hòa đã ném trúng bao nhiêu quả bóng vào giỏ của mình ạ. 1, 2, 3, 4 và 5, vâng. Xin chúc mừng làng Phong Hòa đã ném trúng 5 quả bóng vào giỏ của đội mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kiểm tra kết quả đến từ làng Phong Phú. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là ở trò chơi này, cả hai làng Phong Hòa và Phong Phú có số điểm bằng nhau. Xin chúc mừng hai làng với 10 điểm. Thưa quý vị và bà con, như vậy là ở trò chơi đầu tiên quả bóng vàng thì cả hai đội của chúng ta đều ngang sức, ngang tài như nhau và họ đều giành được 10 điểm cho đội của mình. Không biết là trò chơi thứ hai của chúng tôi với tên gọi là ai nhanh hơn thì đội nào sẽ giành chiến thắng ở trò chơi này. Trò 2, ai nhanh hơn. Mỗi đội chọn 5 thành viên bị mất. Sau hiệu lệnh của MC, các thành viên của mỗi đội lần lượt vượt qua các chướng ngại vật sẵn có, tiến đến giỏ bóng của đội mình. Đội làng Phong Phú chọn quả bóng màu xanh, đội làng Phong Hòa chọn quả bóng màu vàng. Các thành viên có nhiệm vụ chọn đúng quả bóng của đội mình rồi ném vào giỏ. Trong 3 phút, đội nào chọn đúng nhiều quả bóng cho đội mình hơn và quả bóng hợp lệ thì đội đó thắng cuộc. Đội thắng 10 điểm, thua 5 điểm. Và thời gian 3 phút của trò chơi này, 3, 2, 1, bắt đầu! Các thành viên của chúng ta sẽ phải bị bắt lại và kéo léo bằng sự cảm nhận của mình trôi qua chiếc bánh xe và chúng ta sẽ trôi qua hình tam giác ở phía trước ạ. Nào các cổ động viên ơi, chúng ta cổ vũ thật lớn lên. Vâng, thành viên của làng Phong Hòa đã vượt qua các chướng ngại vật rất thành công và bây giờ chúng ta hãy tiếp cận quả bóng đi ạ. Làng Phong Hòa sẽ lấy quả bóng màu vàng. Là rất hấp dẫn đúng không ạ? Và anh ơi, anh đã chơi cái trò này bao giờ chưa? Thực sự mà nói là mình chưa. Bịt mắt mà lại phải vượt qua chướng ngại vật và sau đó mò trúng quả bóng theo yêu cầu thì thật là khó đúng không ạ? Vâng ạ. Anh đã mò được trúng bao nhiêu quả bóng? Mình mò được 2 quả. Có chính xác màu không anh?
Hình như là một quả đúng, một quả không ạ. Vâng, em nhìn thấy anh là bắt đúng quả bóng màu vàng rồi nhưng mà vẫn thả ra. Thế còn làng Phong Phú thì như thế nào? Bạn thấy khi bịt mắt xong bạn cảm nhận cái điều gì? Em mất phương hướng, không nhìn thấy cái gì ở phía đằng trước ạ. Làng Phong Hòa được quy định là lấy quả bóng màu vàng và làng Phong Phú thì lấy quả bóng màu xanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem làng Phong Hòa đã lấy được bao nhiêu quả bóng theo đúng yêu cầu. Bây giờ chúng ta cùng đếm lớn ạ. 1 2 3 4 Vâng, xin chúc mừng làng Phong Hòa với 4 quả bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là làng Phong Phú đưa được bao nhiêu quả bóng về ạ. 1 2 3 Ít hơn 1 quả và trò chơi này làng Phong Hòa đã là những người giành chiến thắng và xin chúc mừng làng Phong Hòa. Làng Phong Hòa sẽ có số điểm là 10 điểm và làng Phong Phú thì chỉ kém hơn 1 quả bóng thôi. Và xin chúc mừng các bạn được 5 điểm. Ở trong phần thi vui là chính ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào trò chơi thứ 3 với tên gọi là nhịp nhàng khéo léo. Trò 3 nhịp nhàng khéo léo. Mỗi đội cử 9 thành viên chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 4 người. Người còn lại làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa những lon bia sư tử trắng đặt trên chiếc đĩa được buộc các đầu sợi dây kết nối với tay cầm của người thi. Trong 3 phút, các đội thi có nhiệm vụ cầm các đầu sợi dây di chuyển chiếc đĩa đựng lon bia sư tử trắng vượt qua chướng ngại vật về đích. Hết thời gian, đội nào truyền được nhiều lon bia hợp lệ hơn về đích, đội đó thắng cuộc. Đội thắng 10 điểm, thua 5 điểm. Bây giờ là thời gian 3 phút của trò chơi. Nhịp nhàng khéo léo. 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, như vậy là lần chơi này thì các bạn đã phạm luật rồi ạ. Khi mà chúng ta đã làm rơi chướng ngại vật và chúng ta khi đã đến đích rồi thì lon bia vẫn bị rơi ra ngoài. Vậy thì những lần sau đồng đội của các anh đã có những cái chiến thuật như thế nào để có thể có sự phối hợp nhịp nhàng nhất? Vâng, trong trò chơi này thì yêu cầu sự phối hợp rất nhịp nhàng của các thành viên trong đội. Tuy nhiên là sự nhịp nhàng này thì đối với đội của làng Phong Hòa ấy, chưa được sự kết hợp đồng đều cho nên là thành quả trong trò chơi này là khiêm tốn. Vâng, thành quả khiêm tốn nhưng mà chưa biết là cụ thể bao nhiêu cả đúng không ạ? Thế còn là làng Phong Phú ạ, tôi thấy các bạn di chuyển rất là khéo léo, rất nhịp nhàng. Và các bạn có cái chiến thuật như thế nào ở trò chơi này? Dạ nhà em
với khẩu hiệu là vui là chính, bình tĩnh và đoàn kết. Vâng, chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem làng Phong Hòa đã đưa được bao nhiêu lòng bia về chiếc giỏ của đội mình ạ. 1, 2. Vâng. Mặc dù là di chuyển rất nhiều lần, thế nhưng mà toàn là những lần thất bại. Chúng ta làm rơi chướng ngại vật và chúng ta đến đích thì không thể nào bỏ bia được trúng giỏ, đúng không ạ? Bây giờ hãy cùng với Thanh Long kiểm tra xem là làng Phong Phú mang được bao nhiêu lon bia ạ. Nào, bạn hãy giúp Thanh Long đếm đi ạ. 1, 2, 3, 4. Vâng. Chúng ta cũng thấy là sự bình tĩnh, tự tin và một sự phối hợp nhịp nhàng. Như vậy là trò chơi này làng Phong Phú rất xứng đáng được 10 điểm. Xin chúc mừng. Và cũng xin chúc mừng làng Phong Hòa với 5 điểm. Thưa quý vị và bà con, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo với tên gọi là thử thách nhà nông. Quyền lựa chọn ô đầu tiên sẽ đến từ làng Phong Phú, bởi vì làng Phong Phú ở trong phần chơi vui là chính thì thành viên của làng Phong Phú là những người có số điểm cao hơn. Xin mời làng Phong Phú sẽ lựa chọn ô đầu tiên ạ. Ô đầu tiên mà làng Phong Phú lựa chọn là ô máy cày, xin mời. Xin chúc mừng làng Phong Phú, và đây là một phần quà. Và phần quà mà làng Phong Phú nhận được ở phần thi này đó chính là một thùng bia sư tử trắng. Xin chúc mừng làng Phong Phú. Và bây giờ sẽ là quyền lựa chọn dành cho làng Phong Hòa. Các bạn lựa chọn ô nào? Làng Phong Hòa chọn lon bia sư tử trắng. Rất tiếc, đây là một ô trống và các bạn được quyền lựa chọn ô tiếp theo. Con cá, xin mời. Và xin chúc mừng làng Phong Hòa, và đây là một câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Các bạn hãy cho biết phương pháp chống nóng cho trâu bò vào mùa nắng nóng như thế nào là đúng. Đáp án A, tắm cho trâu bò hàng ngày. Đáp án B, giữ trâu bò nơi râm mát, đảm bảo thức ăn, nước uống đầy đủ. Và đáp án C, làm chuồng trại thoáng mát, có cây xanh che chắn, tăng cường chống nóng tại chuồng bằng quạt thông gió, hệ thống giàn nước mưa tạo độ ẩm, tăng cường khẩu phần ăn nhiều rau xanh như cỏ tươi, củ, quả và các loại vitamin, tăng cường khẩu phần đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường trong khẩu phần ăn. Và đáp án của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án C, đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Và làng Phong Hòa đã nhận được 5 điểm cho câu hỏi đầu tiên. Bây giờ xin mời lượt lựa chọn đến từ làng Phong Phú. Bạn chọn rau cải. Và đây tiếp tục là một câu hỏi, và xin mời các thành viên của làng Phong Phú chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi thứ hai. Chí sĩ Đặng Thái Thân là người con ưu tú của quê hương nào? Đáp án A, xã Nghi Kim. Đáp án B, xã Nghi Phong. Và đáp án C, xã Phúc Thọ. Vâng, và chí sĩ Đặng Thái Thân là người con ưu tú của xã Nghi Phong. Xin chúc mừng làng Phong Phú. Như vậy là chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi ạ. Và bây giờ xin mời lượt lựa chọn đến từ làng Phong Hòa. Xin chọn quả bí đỏ ạ. Bạn lựa chọn rất là chính xác và bạn đã lựa chọn đúng câu hỏi. Và hãy lắng nghe câu hỏi thật kỹ để chúng ta có thể lấy 5 điểm về cho đội của mình ạ. Mô hình trồng khoai lang làm rau sạch hiện nay đang được ưu tiên phát triển mạnh nhất ở địa phương nào trong tỉnh ta? A, huyện Nghi Lộc. B, huyện Hưng Nguyên. Và đáp án C là huyện Diễn Châu. Đáp án C, rất tiếc, đây không phải là câu trả lời đúng ạ. Vâng, quyền trả lời câu hỏi sẽ thuộc về làng Phong Phú. Đáp án B, đây không phải là đáp án chính xác. Như vậy là ở câu hỏi này, các bạn đã bỏ qua một cơ hội để lấy 5 điểm về trao đổi của mình. Đáp án của chúng ta đó chính là đáp án A, huyện Nghi Lộc. Với diện tích hơn 120 ha tại xã Nghi Long, Nghi Thịnh, Nghi Xuân, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Thuận, mỗi ha cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng. Và chúng ta đã biết thêm một thông tin, mô hình trồng rau sạch bây giờ lớn nhất ở huyện Nghi Lộc rồi đúng không ạ? Như vậy là câu hỏi này thì cả hai đội của chúng ta đều không giành được điểm. Thưa quý vị và bà con, với phần thi kiến thức nhà nông thì đội chơi đến từ làng Phong Hòa là những người giành chiến thắng. Và các thành viên của làng Phong Hòa đã có 10 điểm cho phần thi kiến thức nhà nông. Chương trình Quê Mình Xứ Nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình An với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng bia Sư Tử Trắng. Thưa quý vị và bà con, hôm nay chương trình Quê Mình Xứ Nghệ đang có mặt tại xã Nghi Phong, một xã với bà con Lương và Giáo cùng họ đoàn kết sống và gắn bó yêu thương nhau. Và thưa quý vị, trong quá trình phát triển và xây dựng quê hương thì xã Nghi Phong đã phát triển rất nhiều làng nghề, trong đó thì có làng nghề làm giấy gió, và trên tay Thanh Long lúc này đây đó chính là sản phẩm làng nghề
của xã Nghi Phong là những tờ giấy gió. Và trước đây thì chúng ta cứ nghĩ rằng giấy gió chỉ phổ biến ở khu vực miền Bắc thôi, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì giấy gió đã có từ rất lâu ở xã Nghi Phong. Và sản phẩm giấy gió của chúng ta thì có thể có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Đó là vẽ tranh đồng hồ, làm những chiếc quạt mát và có thể dùng để cuốn những cây hương trầm. Và ngày hôm nay trên sân khấu của chương trình Quê Mình Xứ Nghệ, các thành viên của hai làng, làng Phong Hòa và làng Phong Phú sẽ cùng tái hiện lại công việc làm giấy gió. Và ở trò chơi này thì các thành viên của chúng ta, mỗi đội sẽ cử ra làm 4 người. Hai người sẽ có nhiệm vụ là đi lấy nguyên liệu, và hai người còn lại, một người có nhiệm vụ là đổ lên khuôn, và người còn lại nữa thì sẽ có nhiệm vụ là đi phơi khuôn. Trong thời gian 5 phút, đội nào làm được nhiều khuôn giấy gió hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Còn đối với những người đi lấy nguyên liệu, một thử thách mà chương trình đặt ra cho các bạn đó là chúng ta sẽ phải di chuyển trên chiếc cầu khỉ rất là khó khăn này. Sau đó chúng ta sẽ phải vượt qua những chiếc bánh xe và di chuyển làm sao chúng ta đưa nguyên liệu về cho đồng đội của mình. Trong thời gian 5 phút, đội nào làm được nhiều khuôn hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng và nhận được 10 điểm về cho đội của mình. Bây giờ là thời gian của phần thi khéo tay hay làm. 3, 2, 1, bắt đầu! Mỗi lần như vậy chúng ta chỉ được múc một can nguyên liệu thôi ạ, và di chuyển thật là khéo léo trên chiếc cầu khỉ. Sau đó chúng ta sẽ phải chui qua những chiếc bánh xe như thế này. Nếu như chúng ta đưa được nhiều nguyên liệu về cho đội của mình hơn thì đội của chúng ta sẽ thắng được nhiều khuôn hơn. Khuôn đầu tiên đã được đội của làng Phong Hòa đổ thành công rồi ạ. Đội chơi làng Phong Hòa và làng Phong Phú đang có một sự phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Làng Phong Phú đã tráng được rất là nhiều khuôn rồi ạ. Và làng Phong Hòa, các cổ động viên của làng Phong Hòa, chúng ta cổ vũ thật lớn đúng không ạ? Như thế này thì được làm nguyên liệu từ đâu ạ? Nguyên liệu từ cái gió ở miền rú đưa về đấy đã. Những tờ giấy gió rất mỏng như thế này nhưng trải qua rất nhiều công đoạn. Và với thời tiết nắng nóng như thế này thì chúng ta sẽ phơi bao nhiêu lần nắng để có thể là sẽ được ạ? Thời tiết như hôm nay này ta phơi 2 tiếng bật rồi dự. 2 tiếng là chúng ta sẽ phơi được một khuôn làm giấy gió đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Và bây giờ xin mời ban cố vấn của chúng ta sẽ kiểm tra. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là làng Phong Hòa đã phơi được bao nhiêu khuôn giấy gió và chất lượng thì như thế nào. Xin mời ban cố vấn. Qua cái phần thi này tôi đánh giá là về cái chất lượng thì hai độ như nhau. Nhưng mà về độ nhanh thì làng Phong Phú đủ được 13 tờ, còn làng Phong Hòa thì đủ được 11 tờ. Đấy, cho nên Phong Phú đổ nhanh hơn. Với cái trò chơi này thì đội Phong Phú là người chiến thắng. Và trò chơi khéo tay hay làm của chúng ta thì làng Phong Phú là những người giành chiến thắng. Và xin chúc mừng làng Phong Phú với 10 điểm thuộc về của mình. Và làng Phong Hòa thì tuy chỉ kém có 2 tờ giấy thôi ạ. Nhưng mà ở trò chơi này các bạn đã về sau làng Phong Phú. Và xin chúc mừng các bạn được 5 điểm của chương trình ạ.
quý vị và bà con, như vậy là chúng ta đã trải qua những phần thi rất hấp dẫn và đã mang lại cho quý vị và bà con có được những giây phút vui tươi thật là thoải mái. Và bây giờ đến với phần hồi hộp nhất của chương trình Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay, phần công bố giải thưởng của hai đội chơi Làng Phong Hòa và Làng Phong Phú. Và đầu tiên với số điểm 35 điểm, chúng tôi xin được chúc mừng Làng Phong Hòa đã về vị trí thứ hai trong sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Phong và ông Nguyễn Đình Dương, Phó phòng Văn hóa huyện Nghi Lộc sẽ lên trao giải nhì cho Làng Phong Hòa. Phần thưởng mà Làng Phong Hòa nhận được đó là số tiền trị giá 2 triệu đồng và 3 thùng bia Sư Tử Trắng. Và thưa quý vị và bà con, những thành viên đã làm nên chiến thắng của sân chơi Quê Mình Xứ Nghệ, họ đã mang đến cho chúng ta những phần tranh tài rất hấp dẫn và gay cấn. Đó chính là các thành viên đến từ Làng Phong Phú. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuấn Mạnh, đại diện của nhãn hàng bia Sư Tử Trắng. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Phong sẽ lên trao giải nhất cho Làng Phong Phú ạ. Thưa quý vị và bà con, phần thưởng mà những người chiến thắng trong sân chơi ngày hôm nay nhận được với số tiền trị giá 3 triệu đồng và 4 thùng bia Sư Tử Trắng, xin chúc mừng Làng Phong Phú. Truyền hình Nghệ An phối hợp với đơn vị tài trợ nhãn hàng bia Sư Tử Trắng. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào.